HTTP là gì? HTTP là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Hypertext Transfer Protocol, là giao thức truyền tải siêu văn bản, một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, trong mô hình Client, Server. HTTP có nhiệm vụ kết nối thông tin dữ liệu giữa máy cung cấp dịch vụ, máy chủ web server, và thiết bị sử dụng dịch vụ Client, dùng cho World Wide Web www. HTTP là giao thức nằm trên cặp giao thức tầng giao vận N tầng mạng là TCP, IP, thuộc tầng ứng dụng, nếu chỉ giải thích như trên, có thể nhiều độc giả vẫn cảm thấy trừu tượng và khó hiểu, bạn có thể hiểu cụ thể hơn như sau, máy tính của người dùng chính là máy khách client, khi người dùng thực hiện một thao tác tìm kiếm nào đó, các máy khách sẽ ngay lập tức nhận lệnh gửi yêu cầu tới máy chủ server và đợi đáp án từ máy chủ, máy chủ server và máy khách client phải thực hiện trao đổi thông qua giao thức HTTP, khi bạn gõ một địa chỉ URL vào trình duyệt web, một lệnh HTTP sẽ được gửi tới web server để ra lệnh và hướng dẫn nó tìm đúng trang web được yêu cầu, ví dụ, bạn gõ địa chỉ web voh.com vn vào trình duyệt web Google com khoảng 10 giây sau, bạn sẽ được thấy một đường dẫn đến đúng trang web bạn yêu cầu.